an huyện Khói Châu vừa phối hợp với công an xã An Vĩ phát hiện bắt quả tang tại nhà Nguyễn Văn Cương ở thôn Thượng xã An Vĩ huyện Khói Châu có 16 đối tượng đang đánh bạc sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức đánh chắn và tá lả, thu giữ tổng số tiền 52 triệu đồng. Sau khi xác minh phân loại các đối tượng, ngày 7 tháng 2 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Khói Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can 7 đối tượng về tội đánh bạc gồm Trần Công Doanh, Đỗ Tiến Lịch, Đàm Quang Ích, Lê Văn Anh, Nguyễn Văn Chiên, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Tư đều ở thôn Thượng, xã An Vĩ. Đối tượng cương chủ nhà bị khởi tố về hai tội danh, đánh bạc và gá bạc. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quái Châu đang hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý.